Lũ có nhà không? Em có ở nhà nè. À, chị Ngọc Lan tính hỏi là Lũ đi chơi có vui không? Nhưng mà nghe ách xì kiểu này chắc là bệnh rồi đúng không? Dạ, em đi chơi cũng vui và cảnh rất là đẹp. Em chụp hình nhiều lắm. Nhưng mà khí hậu lạnh và trời mưa nên em bệnh luôn. Sao rồi? Em thấy trong người như thế nào? Sổ mũi, đau cái họng, đau cái đầu, đau cái mình. Trời ơi, em ách xì miết mà chị mệt theo em luôn á. Cái kiểu này chắc là chị nghĩ em bị cảm lạnh rồi. Bệnh cảm lạnh là sao vậy chị Ngọc Lan? Ê, cảm lạnh tức là một loại bệnh do virus gây ra. Khi mà cái người bị cảm lạnh thì sẽ có những cái triệu chứng sau đây. Ví dụ như là đau đầu nè, chóng mặt nè, hắt hơi nè, chảy mũi nè, rồi kèm theo sốt nữa đó. Vậy bây giờ em phải làm sao chị Ngọc Lan? Em mệt dữ lắm rồi. Nè, cảm lạnh mà để lâu là gây ra nhiều biến chứng lắm đó. Ví dụ như là viêm tay giữa nè, viêm phổi nè, viêm xoang nè. Thôi chết rồi, kiểu này không được rồi. Kiểu này là phải đi qua nhà đốc tơ khỏe để chữa thôi. Đi ngay và luôn. Có đốc tơ khỏe đây rồi. Quế Kỳ thấy trên Facebook bạn Lũ đăng hình đi du lịch có dòng trạng thái bị hắt xì, sổ mũi, đau họng, mệt mỏi, nên Quế Kỳ dạy tìm đốc tơ khỏe nhờ giúp đỡ đó. Con mệt quá, đốc tơ khỏe giúp con với. Lũ đừng lo, đốc tơ khỏe có chuẩn bị nước sắc cây Quế Chi rồi nè. Wow, có Quế Chi đây rồi. Quế chi tức là cành non của cây quế đó. Ở trong đông y thì quế chi có vị ngọt nè, đắng nè, có khả năng làm cho giải cảm nè, tán hàn nè, rất là tốt nha. Thuốc còn nóng ấm, bạn Lũ mau dùng để cơ thể đổ mồ hôi, thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện cảm lạnh và đau đầu đi. Mình cảm ơn bạn Quế Chi. Nước thuốc cây ấm làm em đổ mồ hôi, các triệu chứng cũng đỡ nhiều rồi. Trong Quế Chi có aldehyde cinnamide, benzaldehyde, butylacetate, coumarin, tannin giãn mạch, cải thiện lưu thông tuần hoàn máu, giúp thoát mồ hôi, giải nhiệt, kháng virus. Cinnamine acetate, tannin ricosic, mùi hương quế, kích thích hệ thống thần kinh, an thần, giảm các chứng đau đầu. Flavonoid, itepenoid, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa. Cách dùng cây quế chi trong việc giải cảm như thế nào thì xin mời Dr. Khỏe chia sẻ cho mọi người được biết nha. 3 quả đại táo, 20g quế chi, 15g thực dược, 10g sinh khương và 5g cam thảo cho vào ấm và sắc với một lượng nước vừa đủ dùng trong ngày. Dùng kiên trì trong 10 ngày nha. Tuân thủ liều lượng và cách sử dụng quế chi theo chỉ định của bác sĩ. Không sử dụng bột quế chi để hít có thể khiến cho hệ hô hấp bị viêm. Những người không nên sử dụng đó là trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc là đang cho con bú. Rồi, vậy thì Lũ phải lưu ý nhiều hơn nha. Em phải ngủ đủ giấc nè, phải súc họng bằng nước muối nè. Nếu thấy các triệu chứng chưa giảm thì Lũ cần đi khám để được chẩn đoán chính xác tình trạng sức khỏe và có hướng điều trị phù hợp nha. Dạ, Lũ ghi nhớ rồi. Lũ cảm ơn Dr. Khỏe, chị Ngọc Lan và bạn Quế Chi nha. Còn bây giờ thì Ngọc Lan, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin phép được chào tạm biệt. Chào tất cả các bạn.